Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những món ăn ngon ở trên đất nước ta. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn rất là ngon, nổi tiếng ở nước ta. Đó chính là món bánh gai Bình Định. Vậy thì cái món này nó như thế nào và nó ra sao thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ở Bình Định, mỗi khi về hồi dâu sau 3 ngày cưới, cô gái nào cũng chuẩn bị một quả bánh. Một quả bánh ít do tự tay mình làm, mang về cúng gia tiên. Và biếu bố mẹ ruột làm quà để tỏ lòng hiếu thảo. Từ một câu ca đến những huyền thoại, đó là câu ca như sau: muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi. Chiếc bánh ít lá gai là một đặc trưng của xứ dừa Bình Định. Không chỉ đặc trưng từ hương vị ngọt bùi, thơm dẻo, kết tinh từ lao động và sáng tạo của người nông dân, không chỉ đặc trưng từ hình dáng tựa những ngôi tháp chàm cổ kính rêu phong, từ sắc màu đen lục của lá gai, và nếp dẻo mà còn đặc trưng bởi cái tên gọi mang đầy chất huyền thoại. Theo sự tích xưa,
thì sau khi chàng lang liêu con trai của vua Hùng đã thắng cuộc trong hội thi làm các món ăn ngon để cúng trời đất tổ tiên trong ngày Tết đầu năm. Với hai thứ bánh ngon lành và đầy ý nghĩa là bánh chưng và bánh dày. Một làng, một nàng con gái út của vua thường được mọi người gọi trìu mến là làng út ít, vốn rất giỏi giang khéo léo trong công việc bếp núc, thì làng nàng đã nhân dịp trổ tài sáng tạo thêm ra những món bánh mới. Nàng út muốn có một thứ bánh mới vừa mang hương vị bánh dày, vừa mang hương vị bánh chưng của anh mình. Nàng liền lấy chiếc bánh dày bọc lấy nhân của chiếc bánh chưng. Thứ bánh mới này quả đã đạt được yêu cầu. Tuy hai mà một của nàng út tạo ra một món ăn là ngon và món bánh đó được gọi là bánh gai đặc sản của Bình Định. Chúng ta thấy rằng khi có thứ bánh mới, là nàng út lại suy nghĩ rồi quyết định phỏng theo hình dáng
của bánh dày và bánh chưng để làm thành hai dáng bánh khác nhau. Một thứ dáng tròn không gói lá, giống hệt như bánh dày. Một thứ dùng lá gói kín thành dáng vuông, giống hệt như bánh chưng. Để đạt được ý nghĩa tuy hai mà một, nhưng cả hai thứ bánh đó đều làm nho nhỏ xinh xinh để tỏ ý khiêm nhường với thứ bậc út ít của mình. Trước các anh chị sau hội thi ngoài bánh dày, bánh chưng được coi như những thứ bánh thiêng liêng ra, những cặp bánh mang ý nghĩa tuy một mà hai, tuy hai mà một của nàng út cũng được mọi người khen ngợi không ngớt. Sau này những thứ bánh ấy được lưu truyền trong dân gian, mọi người làm theo và cứ gọi bánh này là bánh út ít. Trải qua nhiều thời đại, bánh này út ít đã được cải tiến trở thành nhiều hình vẽ hơn và tên bánh được gọi vắn tắt là bánh út ít, rồi thành bánh ít như ngày nay. Rất nhiều người giải thích rằng cũng có người nói rằng bánh này nhiều hình nhiều vẻ, thứ gói lá, thứ để trần nặn cao nặn dẹt, thứ trắng xanh đen, thứ nhân dừa nhân đậu, nên
khi làm bánh, dù là để ăn hay để bán. Người ta cũng thường làm mỗi thứ một ít cho có thứ nọ, thứ kia đủ vẻ, đủ hình. Do đó mà thành bánh ít. Có câu ca dao: bánh thật nhiều, sao kêu bánh ít. Chầu có đầy, sao gọi chầu không. Đó là cách lý giải của người Việt xưa. Còn người Bình Định thì lại lý giải bằng cách liên hệ giữa hình dáng bánh ít với tháp Chàm ở Bình Định. Hầu hết các tháp Chàm ở Bình Định đều đứng trên đồi cao, tạo một đỉnh nhọn ở giữa như chiếc bánh ít. Và thực tế tại Bình Định cũng có hẳn một ngôi tháp mang tên bánh ít đã đi vào ca dao. Tháp bánh ít đứng xếp cầu Bà Di, vật vô chi cũng thế huống chi tôi với bà. Cách lý giải thứ hai là dựa vào tục lễ hồi dâu của các cặp vợ chồng mới cưới ở Bình Định. Mỗi khi về hồi dâu sau 3 ngày cưới, cô gái nào cũng chuẩn bị một quả bánh ít do tự tay mình làm mang về cúng gia tiên và biếu bố mẹ ruột làm quà để tỏ lòng hiếu thảo. Món quà tuy ít
nhưng là của ít lòng nhiều. Ở đó nó còn có cả những giọt mồ hôi, sự nhẫn nại, kiên trì, đôi bàn tay khéo léo, và đặc biệt là tấm lòng hiếu lễ của cô gái xa cha mẹ về làm dâu xứ người. Dù chỉ trong 3 ngày cưới, bận rộn với bao nhiêu niềm hạnh phúc, lo toan, song người con gái vẫn không quên cha mẹ mình, vẫn dành thì giờ để làm những chiếc bánh ít thơm thảo, chờ ngày hồi dâu mang về làm quà cho bố mẹ. Nghĩa cử ấy thật không có gì bằng, và những cách làm nên tình bánh để làm được chiếc bánh ít, người ta phải trải qua nhiều công đoạn. Dùng khá nhiều công sức, sự dẻo dai, bền bỉ và khéo léo. Sự khéo léo đó được thể hiện như sau. Đầu tiên phải chọn nếp để xay, nếp dùng làm bánh ít phải là nếp mới, thơm, độ dẻo vừa, rồi vo kỹ, ngâm với nước vài giờ, sau đó mới xoay nhuyễn. Nếu xay bằng cối xay thủ công, phải đăng để lại cho ráo nước để được một khối bột dẻo, để có màu xanh đen, hương vị thơm chát cho bánh. Người ta hái lá gai non, cây lá gai thường
mọc sẵn ở các hàng rào quanh nhà. Rửa sạch rồi luộc chín, vắt khô, sau đó trộn với bột dẻo, đem đi giã. Đây là công đoạn dùng khá nhiều sức, vì nếu giã chưa nhuyễn, bánh ăn lợn cợn tạo cảm giác không ngon. Tiếp đến là công đoạn làm nhân. Cho bánh, nhưng bánh ít là lá gai, bao gồm đậu xanh, đường, dừa, có chút quế và bột vani cho thơm. Đậu xanh đem xay vỡ đôi rồi ngâm và đãi cho sạch vỏ trước. Khi luộc chín, cùi dừa được bào ra thành sợi, bỏ vào chảo rang, xào chung với đường một lúc cho đến độ chín tới mới trộn tiếp đậu xanh, xào nhưng trên bếp lửa liu riu cho đến khi nào đường chín tới nhưng có màu vàng sẫm dẻo quánh, mùi thơm bốc lên ngào ngạt là vừa. Làm bánh ít không khó, nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ. Sau khi đã xào xong, ngắt một miếng bột nếp tẻ thành bánh mọc hình tròn trên lòng bàn tay, rồi bốc một nhúm nhưng bỏ vào giữa, túm bốn bên lại cho khít mối,
Sau đó vo tròn trong lòng bàn tay. Lúc này bột nếp đã bọc toàn bộ những bánh thành một khối tròn, để cho bánh khỏi dính. Người ta chấm một chút dầu phộng, xoa đều trên tấm lá chuối xanh, sau đó bọc bánh theo hình tháp rồi mang đi hấp. Có nơi người ta hấp bánh trần, bánh chín mới gói để giữ màu xanh lá chuối. Khi ăn chỉ cần bóc nhẹ lớp lá chuối xanh là hiện ra lớp da bánh ít màu đen bóng, đầy vẻ quyến rũ, huyền bí. Ngoài bánh ít lá gai, có một số nơi làm bánh ít thường bằng bột nếp màu trắng. Có nhân đậu xanh, nhân dừa đường hoặc nhân tôm. Thịt có loại gói lá chuối, có loại để trần, cũng có loại làm bằng bột khoai mì, bột củ dăm, và điều làm chín bằng phương pháp hấp như trên. Xong người An Nhơn Bình Định thì chỉ làm bánh ít lá gai nhân dừa hoặc nhân đậu xanh gói lá chuối rồi mới đem đi hấp. Ở hầu hết các làng quê Bình Định, đám giỗ nào cũng có bánh ít lá gai. Bánh cúng xong được dọn lên mâm cỗ làm món quà tráng miệng và làm món quà cho người ở nhà. Đây cũng là nét khác biệt trong văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử của người Bình Định. Ngày nay dù có nhiều
loại bánh hiện đại, ngon, rẻ và hấp dẫn hơn nhiều. Song người Bình Định vẫn không bỏ nghề làm bánh ít lá gai. Nếu không làm để bán được thì cũng làm để cúng dỗ và làm quà cho lễ hồi dâu. Họ truyền nghề này cho thế hệ con cái, nhất là con gái, như một thứ bảo bối gia truyền, một nét đẹp văn hóa quê hương mà những người con gái ai ai cũng phải học, như một bí kíp gia truyền của mỗi nhà. Thể hiện một nét đẹp văn hóa quê hương không phải ở đâu cũng có, như Bình Định. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho chúng ta biết những món ăn miền Bắc và miền Trung. Thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về món ăn đặc sản ở miền Nam, đó là món canh chua cá lóc. Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ lâu đời đã mang tính thực vật sông nước, tính thực vật sông nước được thể hiện trong các mặt của đời sống con người, như ăn, ở, mặc, đi lại. Về mặt ẩm thực, ta có thấy các món ăn truyền thống của dân tộc đều gắn với các loài thực vật, hải sản như canh rau muống, cà dầm tương, và có câu ca dao như sau: anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Một bài ca dao rất nổi tiếng và quen thuộc với chúng ta, hay như món tép kho
cũng là một món ăn đặc trưng của dân tộc ta từ xa xưa. Ngày nay tính thực vật sông nước vẫn được thể hiện rõ ràng, và món canh chua cá lóc cũng được xếp vào một trong những món ăn ngon của nền ẩm thực Việt, thể hiện được tính chất này. Canh chua cá lóc là một món ăn vốn đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng miền Tây Nam Bộ. Món canh ngon tuyệt này có thể giúp xua tan đi mọi mệt mỏi trong những ngày hè nắng nóng, và đem đến cảm giác ấm lòng vào những ngày mùa đông lạnh giá. Gọi là canh chua, nhưng ngoài vị chua đặc trưng ra, món canh này có cả vị ngọt đậm đà nữa. Có rất nhiều cách để nấu được món canh chua cá lóc tuyệt ngon. Chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu để món canh này ngon đúng vị của nó. Nguyên liệu để nấu món này gồm: nguyên liệu nằm ngay ở tên món ăn, và quan trọng nhất đó là cá lóc, một con khoảng 700 đến 800 gram. Dứa hay có nơi còn gọi là quả thơm, 1/4 quả. Đậu bắp hay còn gọi là mướp tây, 5 quả.
cà chua, 2 quả, giá đỗ 100 g, dọc mùng 2 nhánh, me chua chín 50 g, rau thơm để nấu canh chua gồm hành lá, rau ngổ, gia vị của món này gồm hành khô, tỏi, muối, hạt nêm, bột ngọt, đường, bột ớt, hạt tiêu, nước mắm và dầu ăn. Có thể thấy khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng khá là cầu kỳ để có được một món ăn ngon. Khi đã xong khâu chuẩn bị, ta chuyển sang khâu sơ chế nguyên liệu. Đây là một khâu cũng rất quan trọng. Nguyên liệu được sơ chế cẩn thận khi nấu mới ngon được. Đầu tiên, ta làm sạch và băm nhuyễn hành khô và tỏi. Tiếp đó là cá lóc. Ta làm sạch, thái lát, lấy dao khứa nhẹ trên mỗi lát cá để khi ướp với gia vị sẽ dễ thấm. Sau đó ướp cá với một nửa thìa hành tỏi đã được băm nhuyễn, một thìa hạt nêm, một nửa thìa nước mắm, nửa thìa bột ngọt, nửa thìa dầu ăn, nửa thìa hạt tiêu, rồi để khoảng 15 đến 20 phút để cá ngấm gia vị với quả dứa và đậu bắp. Ta làm sạch, cắt thành lát dài, cà chua rửa sạch, bổ thành miếng nhỏ như miếng cau
dọc mùng ba tước vỏ cắt mọc bóc qua với một chút muối, sau đó rửa sạch và trần nhẹ qua nước sôi để ráo. Đối với giá đỗ, ta rửa sạch và để riêng để tránh lẫn với các nguyên liệu khác. Các loại rau thơm ta nhặt rửa sạch và thái nhỏ. Quả me chua chín ta bỏ hạt rồi ngâm nước ấm khi đã sơ chế xong. Ta thực hiện nấu món canh chua này. Trước hết, người nấu lấy một thìa hành tỏi đã băm nhuyễn phi thơm với dầu ăn và cho thêm nửa thìa bột ớt để tạo màu cho món ăn. Cho cá nóc đã được ướp gia vị vào đảo nhẹ. Sau đó cho nước vào để nấu canh. Cho thêm nước me chua và dứa vào. Đợi đến khi nước sôi, ta dùng lấy thìa vớt hết bọt phía trên để nước canh được trong. Khi cá sắp chín tới, ta cho cà chua, đậu bắp dọc mùng và giá đỗ vào. Cho thêm một phần tư thìa muối, nửa thìa đường, nửa thìa hạt nêm, nửa thìa bột ngọt, tùy thuộc vào khẩu vị, mặn nhạt của người ăn.
đợi đến khi cá chín tắt bếp cho rau thơm và hạt tiêu vào. Như vậy là đã hoàn thành xong món canh chua cá lóc thơm ngon rồi mà lại cực kỳ đơn giản, dễ làm, không yêu cầu tay nghề cao mà vẫn có thể làm được một món ăn tuyệt ngon cho gia đình. Món canh chua ngon, có vị ngọt, đậm đà. Cá vừa chín tới, không bị chín quá và cũng không có mùi tanh. Màu sắc của món canh hấp dẫn và có mùi thơm đặc trưng. Đây là một món ăn rất bổ dưỡng, làm phong phú thêm bữa ăn của gia đình, lại vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Xin lưu ý, khi nấu món này, một số người đã nhầm giữa cá nóc và cá lóc, vì thế cho rằng loài cá này gây độc. Nhưng thực ra món này rất bổ dưỡng, ngon. Ngoài món canh chua cá lóc thì ta có thể chế biến được nhiều món khác từ loại cá này. Vừa là món ăn ngon, vừa chữa được các bệnh như mồ hôi trộm, sốt cao, viêm gan, vàng da. Món canh chua cá lóc là một trong những món ăn ngon của dân tộc, mang đậm dấu ấn của quê hương. Món ăn như chất chứa tình cảm của người nấu, dành riêng cho những ai yêu quê hương. Vị đặc trưng của
quê hương mình. Món ăn như một sợi dây níu giữ những ai xa quê. Vậy thì video của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.